Vâng, xin chào tất cả các bác. Trước mắt các bác là một bộ mic xua đến từ Mỹ. Bộ này thì hàng sưu tầm, em ship về có 102 ở Việt Nam mình. Nói chung là rất là hiếm và giá thành nó cũng rất là cao nha các bác. Như bộ này nếu chúng ta đập hộp nó tầm cái này một cái là 20 triệu 500 là thành là 41 triệu rồi. Con mic này là khoảng 15 triệu nữa là 30, nó tầm bộ này khoảng gần 100 triệu nha các bác. Nhưng chúng ta khi mua hàng xài nước từ Mỹ về thì nó chỉ có bên em phân phối cho các bác là giá là 21 triệu 500 ngàn nha các bác. Các bác thể là vào trang Sua Việt Nam mình, nó bán một ULXB4 hàng Mỹ nhập khẩu về là 20 triệu 500 ngàn nha. Một cục như thế này. Đây là một bộ hai mic nha. Đây là cái phần nguồn và phần anten, cái đầu nguồn ở đầu anten nha. Đấy, chưa nói là cái này nha các bác. Mic là tai mic Beta 58A nha các bác. Beta 58A chứ không phải là SM58 nha. Ở Hà Nội có một bộ như thế này nhưng mà nó là SM58 nha các bác. SM58 thì nó rỉ hơn. Rỉ hơn ta. Thì bác nào đang cầm và muốn xài hàng xịn sưu tầm thì alo cho em nha. Nhưng bộ này là hàng hiếm nha, tại giá thành nó rất là đắt nên ở Việt Nam mình rất là khó tìm. Như một bộ SM58 đầu ULXB4 thì em bán là đang hiện tại là bán 8 triệu một bộ nha. Còn đây là một cái combo nha, combo hai mic, một đầu nguồn và anten luôn. Mic là mic Beta 58A nha các bác. 21 triệu 500 ngàn. Nó có hai cái bao đi theo luôn nha. Bác nào lấy bộ này chơi thì tuyệt vời luôn, không phải đỉnh của Việt Nam luôn rồi. Đây là cái cục nguồn, nguồn là đấu ba chân nha. Dây ba chân hết nha. Điện là 100V cho đến 220V, auto nguồn. Hàng rất là đẹp nha, xuất sắc luôn nha các bác. Xuất sắc từ những cái tai mic thôi nha. Tai mic là Beta 58A nha. Đấy, em bỏ riêng ra vào đây, quay cho rõ cho các bác. Beta 58A, rất là xuất sắc nha. Bác nào mà sở hữu bộ này thì thôi, khỏi phải nói ở Việt Nam mình. Tại mua mới nó phải gần cả 100 triệu. Tại những con dòng Sua nó rất là đắt tiền nên mà anh em rất là ít nhập về bán. Tại những cái dòng này nó sử dụng cho những ca sĩ lớn hải ngoại thôi. Giá thành nó cực kỳ cao. Linh kiện nó toàn linh kiện đắt giá không nên giá thành nó theo chất lượng của sản phẩm. Khi chúng ta hát những con mic Sua này, tiếng rất là trung thực và chuẩn, hát rất là sướng nha. Combo này thì hồi bữa em đã hát karaoke rồi, hát rất là đã luôn, ai tới ngồi hát cũng khen. Bác còn lấy thì alo cho em nha. Rất là mới luôn nha, hàng xài lướt từ Mỹ về. Em quay riêng cái bộ này để các bác nào ưng bụng thì lấy nha. Chứ các bác nào lấy bộ mic SM58 và ULXB4 thì nó 8 triệu một bộ nha. Một bộ là nó gồm một đầu thu với một tai mic, với một dây nguồn, với hai anten và những dây kết nối là 8 triệu một bộ. Hiện tại em đang để giá rất là tốt cho các bác. Tại những sản phẩm này em ship eBay về có hàng liên tục cho các bác nha. Này, các bác thấy cái đầu cái đầu thu sóng và nguồn không? Rất là mới luôn, còn rất là đẹp luôn. À, xà lướt mà. Rất là mới. Bộ này mà để trên phòng karaoke thì cực kỳ là đẳng cấp. Chưa vệ sinh, còn chưa vệ sinh mà nhìn còn rất xuất sắc như thế này. Đây là cái phần mà chúng ta cân chỉnh tần số nếu mà trật. Em đã có video chỉnh hướng dẫn các bác chỉnh tần số rồi. Hay là cái volume nha, volume chỉnh to nhỏ này. Hay nút nguồn. Đúng không? Phía sau thì nó một bộ thì nó đầy đủ dây nhựa rồi, các bác chỉ việc về cắm dây nguồn thôi và bỏ pin vào hát thôi, đầy đủ rồi nha, dây theo nó luôn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp. Bác nào lấy bộ này thì alo cho em, giá 21 triệu 500 ngàn nha. Ngoài bác cũng có một bộ như thế này mà không đẹp bằng bộ này nhưng mà là tai mic SM58, họ bán tới 24 triệu nha. Tai mic là SM58 thôi chứ không phải là được Beta 58A như thế này. Họ đã bán 24 triệu rồi.